Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Cách đây vài tuần thì Châu Tấn, một trong những đại hoa đình đám nhất Hoa ngữ, được đồn đoán sẽ hợp tác với Tiêu Chiến trong dự án phim truyền hình Mặt trời rực rỡ ở bên tôi. Thế nhưng thì mới đây một số nguồn tin lại tiết lộ vai nữ chính trong bộ phim này có thể sẽ được giao cho Địch Lệ Nhật Ba, một cái tên đình đám không kém của làng giải trí xứ Trung. Cụ thể thì Địch Lệ Nhật Ba có rất nhiều khả năng sẽ hóa thân thành Giản Băng, một đạo diễn nổi tiếng và là người dẫn đầu của ngành quảng cáo. Vai diễn trước đó được đồn đoán sẽ rơi vào tay Thư Kỳ hoặc Châu Tấn. Dù chưa được xác nhận chính thức, thông tin này vẫn khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa vì cho rằng nữ diễn viên không phù hợp với thần thái và khí thế chị đại mà bộ phim Mặt trời rực rỡ ở bên tôi cần có. Ngoài ra thì Tiêu Chiến, người liên tục được đồn đoán vào vai Thịnh Dương, cũng không được khán giả ủng hộ. Mặt trời rực rỡ ở bên tôi là câu chuyện về tình chị em giữa Thịnh Dương, một cậu thanh niên mới chập chững bước vào nghề thiết kế chưa có quá nhiều kinh nghiệm, và Giản Băng, một đạo diễn kiêm người dẫn đầu của ngành quảng cáo. Từ hai người xa lạ, cả hai dần phát hiện được ra điểm chung của nhau và trở thành một nửa không thể thiếu của nhau. Vì chênh lệch tuổi tác, Thịnh Dương và Giản Băng phải chịu nhiều sự dị nghị của xã hội, và liệu tình yêu có giúp họ chiến thắng được tất cả? Đến thời điểm hiện tại thì bộ phim vẫn chưa tiết lộ bất cứ một thông tin chính thức nào. Lâu nay thì khi nói về diễn xuất dưới ngưỡng trung bình của dàn tiểu hoa thì chúng ta thường nhắc đến kỹ năng trợn mắt hay lờ đờ. Cứ tưởng trợn mắt đã là đỉnh cao của diễn lố và diễn dở rồi, nhưng xin thưa, giờ đây màn ảnh Hoa ngữ đã có thêm một trường phái diễn xuất mới mang tên là nhe răng, và xin trân trọng giới thiệu trưởng môn kiêm người sáng lập môn phái này là Ngô Tuyên Nghi với bộ phim Cũng chỉ là hạt bụi. Thật ra khi Cũng chỉ là hạt bụi được ra mắt thì khán giả đã chuẩn bị sẵn tinh thần là cô nàng diễn không hay, thậm chí người ta còn tặc lưỡi cho rằng cùng lắm thì trợn mắt từ đầu phim đến cuối phim thôi. Không ngờ Ngô Tuyên Nghi lại chứng minh được cô không giống những tiểu hoa khác, chỉ biết diễn xuất theo một lối mòn. Để thể hiện bản thân thì Ngô Tuyên Nghi đã quyết định nhờ đến sự trợ giúp của hàm răng sứ trắng bóc đều thăm tắp như bắp. Chỉ cần có cơ hội thì cô nàng lại quay hàm răng hết cỡ, từ nhếch một bên cho đến trưng bày trực diện. Nếu như không biết đây là phim thần tượng dài tập thì chắc nhiều người sẽ nhầm tưởng Ngô Tuyên Nghi đang quay quảng cáo cho một trung tâm nha khoa nào đó. Và cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà nội dung của Cũng chỉ là hạt bụi cũng bắt đầu từ răng. Trong tác phẩm ngôn tình này, Ngô Tuyên Nghi vào vai Tăng Lý, một cô gái muốn thay đổi hàm răng nên vô tình làm quen với bác sĩ nha khoa điển trai Ngải Cảnh Sơ. Cũng như những câu chuyện tình yêu khác, họ cũng trải qua nhiều hiểu lầm mới có thể ở bên nhau. Xem ra để trở thành một phim Hoa ngữ đích thực thì nhiều khán giả phải rèn luyện được một trái tim thật khỏe để có thể chống cự trước những trường phái diễn dở mới của Hoa ngữ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.